Mến chào quý vị cùng đến với bản tin của kênh Thời sự 24 giờ HD, nơi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. CEO Nguyễn Phương Hằng trí tuệ và tâm hồn chính là nét đẹp vĩnh cửu của người phụ nữ. Quý khán giả thân mến, không chỉ nổi danh với vai trò là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam, người đồng sáng lập và điều hành quỹ từ thiện hàng hữu, CEO Nguyễn Phương Hằng, phu nhân ông Huỳnh Huy Dũng, còn được nhiều người chân quý ngưỡng mộ khi truyền cảm hứng sống tích cực cho phụ nữ. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, CEO Nguyễn Phương Hằng có cuộc trò chuyện thú vị với báo Công Lý xoay quanh chủ đề vẻ đẹp và thành công của người phụ nữ hiện đại xin chào bà được mọi người quý mến đặt cho biệt danh bông hồng quyền năng của khu du lịch đại nam vẹn toàn sắc tâm tài và là điển hình tiêu biểu cho vẻ đẹp sự thành công cùng những cống hiến tích cực vì cộng đồng xã hội bà quan niệm như thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ đương đại ceo nguyễn phương hằng theo tôi vẻ đẹp của người phụ nữ thật muôn hình muôn vẻ phụ nữ có quá nhiều góc độ để đẹp vấn đề là mình có chịu tôi luyện để đẹp hay không trời sinh ra phụ nữ đã được mệnh danh là phái đẹp. Đó thực sự là một diễm phúc, bản thân tôi cũng chỉ là một người phụ nữ học hết lớp 11 mà thôi, nhưng nhờ luôn chịu khó học hỏi, tôi rèn mà tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Tôi không dám nhận xét, đánh giá một ai, nhưng tôi cho rằng người phụ nữ muốn đẹp trước hết phải biết tự thương yêu bản thân mình, phải biết trân quý chính mình. Để làm được điều đó, phụ nữ cần phải chăm sóc, giữ gìn vẻ đẹp hình thể, trao dồi kiến thức Trí tuệ để không bị nhạt nhòa và tụt lại phía sau qua thời gian, có lẽ nét đẹp quý giá và quan trọng nhất đối với một người phụ nữ là phải luôn nỗ lực để làm người vợ, người mẹ đẹp trong mắt mọi người, đó cũng là một nghệ thuật sống cần nhiều thời gian, công sức và cả sự hy sinh để rèn luyện vun bồi sự hy sinh dường như là một tố chất cố hữu bên trong người phụ nữ nhưng vẻ đẹp để người khác nhìn vào ngưỡng mộ một người phụ nữ chính là vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn đó mới là nét đẹp vĩnh cửu của phụ nữ trong bất cứ thời đại nào và điều đó vẫn luôn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hiện đại ngày nay bởi cái đẹp mà không có nội lực thì cái đẹp đó rất mơ màng và thiếu giá trị thực khi tiếp xúc với một người phụ nữ chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài nhưng không có kiến thức và tâm hồn trong sáng thì cái đẹp của người phụ nữ đó chắc chắn sẽ tan vỡ rất nhanh trong lòng người đối diện ngược lại có những người phụ nữ không có ưu thế về vẻ đẹp hình thể nhưng họ có kiến thức nhất định có chiều sâu tâm hồn và nhân cách sống thì họ sẽ tự nhiên mang lại sự ngưỡng mộ và yêu quý cho đối phương những người phụ nữ như thế sẽ khiến cho người khác thấy họ đẹp từ lời an tiếng nói, đẹp trong cách ứng xử và hành động họ làm. Do đó có thể khẳng định rằng trí tuệ và tâm hồn chính là nét đẹp vĩnh cửu của bất cứ người phụ nữ nào. Trong giai đoạn bùng phát của dịch COVID-19 do virus corona gây ra, rất nhiều doanh nghiệp bị đình trệ hoạt động và chịu thiệt hại nặng nề. Đại Nam chắc cũng không ngoại lệ. Thế nhưng vượt lên tất cả quỹ từ thiện trái tim hàng hữu do vợ chồng bà sáng lập và điều hành vẫn kiên định hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các bệnh viện để không ngừng cứu sống các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy trên toàn quốc bà có thể cho biết đâu là động lực của nghĩa cử cao đẹp trên ngay cả trong lúc khó khăn nhất của nền kinh tế ceo nguyễn phương hằng thật sự thì qua đợt dịch bệnh này chúng ta mới thấy rõ rằng cuộc sống quá vô thường mới thấy đó rồi chợt mất đó riêng tôi cảm nhận rằng cuộc sống này mong manh lắm nên tôi cố gắng làm hết sức những gì có thể góp phần nhỏ bé cho cuộc sống thêm tốt đẹp để nếu một ngày nào đó mình không thể làm được nữa thì cũng sẽ không hối tiếc tôi đã sớm ngộ ra điều đó nên những gì làm được để cống hiến để giúp đỡ cho những người xung quanh xã hội này với tôi là một điều may mắn và hạnh phúc nhất khi mình có nhiều cơ hội mang lại niềm vui cho người khác như giai đoạn bệnh dịch này có rất nhiều người giàu có nhưng họ không kịp cho đi thì đã ra đi rồi nên có lẽ sẽ còn nhiều hối tiếc tôi luôn tâm niệm hãy sống tốt nhất kể cả ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời quỹ từ thiện hàng hữu là ước nguyện lớn nhất của vợ chồng tôi tôi luôn khẳng định khi nào nguyễn phương hằng còn đại nam còn thì ngày đó quỹ từ thiện hàng hữu còn chia sẻ để mang lại những niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh nhất là những thiên thần nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo bằng tâm nguyện và ước mơ sâu thẳm nhất trong trái tim tôi tin rằng tôi và anh dũng sẽ làm tốt điều đó ngay cả những lúc khó khăn nhất thì vợ chồng tôi vẫn quyết định cho đi chia sẻ cùng xã hội thông qua quỹ từ thiện hàng hữu bởi vì quỹ hàng hữu vốn ra đời trong lúc khó khăn nhất chứ không phải là lúc thịnh vượng chính ngay trong giai đoạn khó khăn nhất đó tôi đã có ý tưởng rằng mình đã bước ra từ tâm bão rông tố nên cần phải sống bằng trái tim bao dung, rộng mở hơn để có thể chứa đựng chia sẻ cùng những đau khổ của người khác. Do đó khó khăn không thể uy hiếp, ngăn bước được con đường thánh thiện mà tôi và anh Dũng đã chọn để thực hiện. Chắc hẳn có triết lý hay sự chiêm nghiệm đúc kết về giá trị đích thực của cuộc sống mà bà đã nhìn nhận ra trong giai đoạn tạm gọi là đại dịch đang xảy ra. CEO Nguyễn Phương Hằng tôi rất đồng cảm và tâm đắc với triết lý tâm linh mà ông xã tôi yêu quý anh huỳnh uy dũng đã chiêm nghiệm đó là virus corona cảnh báo rằng con người dù tinh vi khôn giỏi hiện đại tiện nghi có sức mạnh đến mấy thì vẫn luôn bất an và vô thường nên đừng bao giờ sống tinh vi cố tỏ mình siêu giỏi virus corona truyền một thông điệp liên lục địa tuy không có văn bản nhưng buộc ai cũng phải chú ý lắng nghe rằng chẳng có sức mạnh nào là vô địch chẳng có bản ngã nào là trí tôn có lý tưởng nào là trường cửu chẳng có ác nghiệp nào an lạc có trí khôn nào lánh được tai nạn có mệnh lệnh nào bắt thế lực vô hình phải tuân theo và đứng trước cái tử bất kể ai cũng giống nhau hết và chúng ta cũng thấm thía và tâm đắc hơn với thông điệp tiền tài không thể mua được sinh mệnh lợi ích không thể đổi lại được sức khỏe tiền phú lớn nhất của con người chính là sự sống hạnh phúc lớn nhất của nhân sinh chính là bình an trải qua bao dông tố cuộc đời tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với chị em phụ nữ nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắn nhủ chị em rằng dù trong hoàn cảnh nào người phụ nữ cũng cần phải thương lấy mình và phải đẹp dù mình không có nhiều ưu thế hình thể và giá trị vật chất để đẹp thì cũng phải đẹp ở trí tuệ tâm hồn đó là những vẻ đẹp trời ban luôn có sẵn và tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ chúng ta cần nỗ lực để khơi dậy và phát huy nó để luôn là một người phụ nữ đẹp làm được điều đó người phụ nữ phái đẹp chúng ta sẽ chủ động nắm lấy hạnh phúc và thành công vững vàng hơn trong cuộc sống nếu vẻ đẹp của hình thể của lụa là vật chất bên ngoài là chất của cái đẹp thì vẻ đẹp của kiến thức trí tuệ và tâm hồn chính là lượng của cái đẹp chính cái lượng sẽ quyết định sự bền lâu và nâng tầm cái chất đẹp ngoài ra dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời không bao giờ là đường cùng hãy mạnh mẽ vươn lên vì khi cánh cửa này khép lại ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra để ta bước tiếp và đón nhận hạnh phúc vấn đề là người phụ nữ phải luôn sống tích cực và tôn trọng chính bản thân mình khi trải qua rất nhiều đau khổ xuống tận cùng của đau khổ tôi đã tìm ra được hạnh phúc bởi khi xuống đến tận cùng của nỗi đau ngước nhìn lên ta sẽ thấy mình đã từng may mắn và hạnh phúc điều đó cho thấy hạnh phúc thực sự không ở đâu xa xôi mà là do chính trong lòng mình ngộ ra tôi nghĩ rằng những người phụ nữ nào càng trải qua nhiều đau khổ trải nghiệm nhiều thì họ sẽ càng trân trọng hơn những niềm vui hạnh phúc và trưởng thành rất nhanh không ai trải thảm đỏ và hoa hồng cho bạn kể cả phái mạnh hay phái yếu do đó phụ nữ chúng ta cũng cần phải nỗ lực để sinh tồn thể hiện sự tự trọng của bản thân tôi đã bước ra từ tâm bão đi trong dông tố cuộc đời nên tôi luôn thấm thía điều đó đừng để cảm xúc uy hiếp bạn đó cũng là một bí kíp để hạnh phúc và thành công những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.